Các bạn thân mến, đây là hai chú đà điểu con đang được đóng gói để xuất bán đi cho một khách hàng. Khách hàng ở đây là anh có số điện thoại là 01635840355. Thì anh ở nhà nghỉ Trường Giang, Mộc Châu, Sơn A. Các bạn đóng thùng và khoét lỗ để cho con đà điểu thở. Thì đây là kích thước cũng như là con đà điểu được khoảng một tháng tuổi. Thì các bạn bắt con đà điểu, các bạn túm vào hai cái cánh như thế này. Túm vào hai cánh như này. Lúc nó bé thì gần như cái cánh nó phát triển không gì cả. Đấy. Mặt mũi này các bạn nhìn thấy không? Đó. Con đà điểu con. Đấy. Chúng mỏi là chúng ngồi, nó ngồi bệt xuống rồi. Đây là con đà điểu. Thì bên cơ sở chúng mình xuất bán giống đi các tỉnh, duy nhất ở bên mình là bên ngoài miền Bắc, ấp cho ấp và úm thành thường tầm này là các bạn về nuôi yên tâm rồi. Thì anh ở trên Sơn A này thì anh có kinh doanh một cái mô hình du lịch, thì nguyện vọng của anh ấy là muốn bắt từ lúc còn nhỏ này để anh thuần dưỡng, anh nuôi trở thành một con đà điểu mà có thức khách của anh ấy đến có thể cưỡi được. Thì từ đó là anh sẽ tăng cái nguồn doanh thu và tăng thêm những cái lĩnh vực để phát triển kinh tế du lịch của mình. Thì trên tinh thần đó thì anh ấy cũng đã quen biết thì mình sẽ chuyển hàng cho anh ấy và anh ấy giao tiền cho nhà xe hoặc anh ấy chuyển khoản cho bên mình. Quý vị các bạn, bà con mua một hai con về để Tết thịt. Các bạn nuôi khoảng 8 tháng là con đà điểu nó đã trưởng thành đến khoảng một tạ, trên dưới một tạ. Thì cái thành phần nuôi thì rất đơn giản. Các bạn nuôi cho ăn cám, ăn rau như là nuôi ngỗng, nuôi ngan thôi. Ở cái thời điểm này thì nó hơi nụ thì các bạn về các bạn úm một tí. Đấy, lông của nó lúc đấy, nó kêu đấy. Nó kêu đấy. Đấy, kêu như con ngỗng luôn. Đó. Trông thì nó như là sợi kim tuyến đấy. Đấy. Đây nó điểm. Nhưng mà trông nghe thôi mà thả ra sân bóng nó chạy rất nhanh nha các bạn nhá. Các bạn về các bạn phải quay luôn chứ đừng nghĩ là nó yếu ớt, nó chạy rất nhanh luôn. Thì đây là con đà điểu được đánh số luôn. Các bạn có thể thấy đây là con đà điểu này được đánh số luôn đây. 17 00 58. Con này là con thứ 58, lô thứ 17. Thì con này cũng vậy thôi. Con này là con số 17 0127, là con số 127. Thì lô vừa rồi uống khoảng 200 con. Hiện giờ bán gần hết rồi. Thì mình lại chuẩn bị cho ra lô tiếp sau. Thì anh em cơ sở trên Ba Vì này cũng đã có những cái kinh nghiệm về ấp, kinh nghiệm chăn nuôi. Bà con mua nhiều mũi thì cũng được hỗ trợ về kỹ thuật cũng như kinh nghiệm. Và đặc biệt là cái giống đà điểu ở đây thì đã được anh em úm ra và đã có những cái hỗ trợ cơ bản cho uống, cho tiêm một số những cái cần thiết để bà con về có thể là dù nuôi chơi, nuôi thịt hay nuôi về kinh gì thì cũng yên tâm là không có tỷ lệ hao hụt đồng con. Đây là cái chân của chúng. Cái chân của chúng trông như là chân. Đó, cái đầu của chúng đây. Đấy, đấy. Các bạn túm sách như này. Cứ túm cánh sách như này nhá, đừng túm đầu, đừng ôm người. Đấy, cái cánh này của nó là để mà lúc bé như này thôi thì các bạn có thể túm bắt như thế. Đấy, các bạn túm bắt như này, các bác về các bác di chuyển các bạn cứ túm như này. Nhấc trên này đi. Đây là con đà điểu được bắt như thế này. Đấy, nhẹ nhàng. Đấy. Kinh tế của chúng chạy rất nhanh.
Số điện thoại liên hệ để các bạn tiện giao dịch mua bán cũng như tư vấn là số điện thoại 0163 5305 982. Mình thì đang phát triển các mạng cây giống và con giống, thì ví dụ như cây chanh tứ quý và cái con giống thì cũng như là con chim cu gáy, con đà điểu và các sản phẩm từ đà điểu cái nơi mà quê hương mình lớn lên, thì mình cũng thấy đó là thế mạnh, cũng phát triển nhân rộng cho các bà con ở các tỉnh. Hy vọng rằng video này sẽ đóng góp một chút nho nhỏ đến các bạn có thể nhìn được thấy những cái hình ảnh cụ thể của con đà điểu như vậy. Các bạn có thể thấy đây là gần 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 sát sát hạt con đà điểu luôn. Đấy, mình bạn thấy là cái đầu như này, đầu móc mỏ cổ đầu đấy, đỉnh đầu mũi, cái khẩu phần ăn và các bạn nuôi như là nuôi ngỗng, ăn rau, ăn cám, trấu nước. Lúc nó bé thì các bạn nên thắp móng úm mà không gian vừa phải, không nên rộng quá, nó chạy nhiều. Trong cái chua sàn chuồng các bạn không nên để những mô đá, những cành cây nó hoảng. Loại này nó không rất là sợ tiếng động, nếu mà nó hoảng, nó chạy, nó vấp vào cục đá hay là cái gì đấy có thể sai chân, hoặc là nó chưa, cái chân của nó chưa phát triển tốt. Thì đây là cái thùng. Trên cái diện tích như thế này thì mình đặt ống là rất là hợp lý, nó có thể đứng ngồi, nó có thể cựa, hoặc nó có thể làm cái thao tác mà nó mong muốn, thì mình di chuyển trong ngày vô tư không vấn đề gì cả. Về quý vị các bạn có thể là cho ô nước úm cho nó không gian vừa phải đó, đặc biệt là uống nước trước. Đây là từng sợi lông, bạn nhìn rõ từng sợi lông luôn. Thì hy vọng rằng các cháu thiếu niên nhi đồng cũng có thể khám phá cái hình ảnh con đà điểu qua những cái video này của mình. Nếu như quý vị các bạn đặt hàng hay gọi vào số điện thoại 0163 5305 982, hoặc là cũng đăng ký kênh của mình để tiếp tục được đón nhận những video tiếp theo hấp dẫn hơn. Đi vào cái những cây giống con giống rất là đặc thù của địa phương và rất là quý hiếm, thì hy vọng rằng các bạn sẽ chat qua Facebook bằng cái mail máy tính bavia@gmail.com và cái Zalo là bằng đăng ký vào số điện thoại liên hệ thẳng trực tiếp với mình là 0163 5305 982. Các bạn có thể vào YouTube là cái kênh của mình là phát triển nhân rộng con chim cu gáy ở ngoài miền Bắc, thì các bạn có thể giao lưu với mình, rất hoan nghênh được chia sẻ chung vui với tất cả các quý anh chị và các bác ở trên khắp đất nước. Cái yếm của nó đằng ức này là có một cái ức của nó. Con đà điểu này nó có một cái ức ở ngực rất là lạ. Có thể thấy đây là cái hình ảnh rất là sinh động về con đà điểu. Thì chuẩn bị đây là mình sẽ đóng gói. Nhí ơi, ra đây để bố đóng gói gửi cho bác lên Sơn La cái. Nên chuyển nó một tí nữa, xe nó đi qua nhà nó lại muộn mất. Nên ra giữ cho bố cái. Em này thì bây giờ là khoét lỗ.
để cho nó có không khí nó thở được. Bắt cho anh ấy là hai con trống, anh về anh có lông màu mỡ để sáng suốt. Bố cho ai đây bố? Chuyển cho khách hàng của bố. Rồi các bạn đóng như thế này, các bạn đóng như này. Này để trên xe khách mà. Bố cứ chọc đi đã. Được rồi. Này, thử cái này cho bác ký. Đây là thông tin sản phẩm. Cái gì đây? Con ma à bố? Cái logo này cơ sở mình mà ma gì con, con nhìn như con ma ê thì còn chán chết. Logo nhận, logo logo nhận, người nhận, người nhận 0163 584 0335. Dán ở đây cho bác đi, cẩn thận bác nuôi, bác đi cho người khác cưỡi nhớ không? Cưỡi làm sao bố? Cưỡi để... nó có làm sao không bố? Nó bỗ cho có rồi. Kính thưa các bạn, đây là bao bì đã được đóng xong và đây là những cái lỗ thoáng để cho con đà điểu thở, và như này thì nó cũng vừa ấm áp. Các bạn thân mến, mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn có thể liên hệ với mình vào số điện thoại 0163 530 5952. Thân ái chào tạm biệt các bạn, nhớ đăng ký và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hy vọng rằng anh khách hàng của mình Sơn Hà sẽ thành công kinh tế để phát triển cái mô hình du lịch cưỡi đà điểu. Thân ái chào tạm biệt.